Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, may mắn, bình an. Thưa quý vị, năm 2022 là một năm có nhiều biến động, không có nhiều thuận lợi với những người canh thân. Vậy năm 2023 mọi thứ có được thay đổi theo chiều hướng tích cực hay không? Trong chương trình xem tử vi cho tuổi canh thân 1980 năm 2023 Quý Mão, quý vị sẽ biết rõ hơn về vận trình tài lộc cũng như công danh sự nghiệp của mình. Phần luận giải tử vi cho tuổi canh thân được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các chuyên gia hàng đầu trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt sẽ quý vị cho biết được thiên cơ, nắm bắt những điều tốt, xấu và vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão. Qua đó quý vị cũng biết được những sự kiện quan trọng về công danh sự nghiệp cũng như tình duyên gia đạo trong năm tới có những thay đổi gì, từ đó sẽ chủ động hơn trong việc làm ăn cũng như thực hiện các mối quan hệ trong xã hội. Sau đây là phần luận giải về lá số tử vi cho tuổi canh thân sinh năm 1980 trong năm 2023 Quý Mão. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi canh thân sinh năm 1980 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi canh thân sinh năm 1980 nữ mạng trong năm 2023. Người tuổi thân sinh năm 1980 có những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp vào năm 2023 này. Bạn có thể thể hiện điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ưu ái của cấp trên, song cũng chính vì thế mà bị nhiều người đố kỵ. Gia chủ cần chú ý cách hành xử của mình, tốt nhất là luôn khiêm tốn học hỏi, chú trọng trao đổi với đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ xã giao hài hòa. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh thường hay ở vào thế bị động, vì thế mà người độc thân khó tìm được người như ý hay đắm mình trong thế giới riêng. Người đã có đôi có cặp ít khi trao đổi, trò chuyện với nửa kia nên đôi bên dễ nảy sinh hiểu lầm và rạn nứt. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, canh thân sinh năm 1980 nữ mạng gặp phải sao chiếu mệnh, sao thái bạch, vận hạn thiên la, hạn tam tai. Năm 2023 Quý Mão, gia chủ canh thân sinh năm 1980 nữ mạng phạm tam tai. Canh thân 1980 nữ mạng sẽ gặp 3 năm hạn tam tai liên tiếp, cho nên trong 3 năm này gia chủ nên và không nên làm gì để mọi việc được thuận lợi và suôn sẻ. Năm đầu tiên của hạn tam tai, gia chủ không nên bắt đầu làm những công việc trọng đại. Năm giữa của hạn tam tai, nữ mạng không nên dùng việc mà mình đang tiến hành, bởi nếu sau khi dừng lại, nếu có tiếp tục thì dễ gặp nhiều trở ngại, không suôn sẻ và thất bại. Vào năm cuối của hạn tam tai, nữ mạng lưu ý không nên kết thúc công việc quan trọng vào đúng năm này. Hạn hoàng ốc không phạm hoàng ốc, kim lâu rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, thân gặp mão bình hòa, công việc làm ăn ổn định, tiền bạc có dấu hiệu tăng tiến từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có khoản tích lũy từ lâu. Xét về mối quan hệ thiên can, canh dương kim gặp quý âm thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là năm tốt cho các gia chủ canh thân, nếu có cơ hội tốt cần nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ bạn phía trước. Trong năm Quý Mão 2023, tuổi canh thân sinh năm 1980 cần chú ý tháng Giáp Dần, tháng 1 âm lịch, từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 19 tháng 2 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với tuổi canh thân sinh năm 1980. Vào những ngày này, các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho canh thân sinh năm 1980 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng canh thân gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đây là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống kiểu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng, để giảm bớt các vận hạn do sao Thái Bạch chiếu mạng thì cần phải cúng giải hạn sao Thái Bạch hàng tháng. Sao Thái Bạch kỵ nhất là vào tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Hóa giải
Thời gian cúng giải hạn sao Thái Bạch vào 18 đến 20 giờ ngày 15 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 15 tháng 1 hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Lưu ý để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may hay dùng trang sức đá quý như đá núi lửa, thạch anh đen. Để giải hạn được sao Thái Bạch, mọi thứ cần chuẩn bị phải có màu trắng. Trường hợp nếu những thứ khác có màu sắc khác thì dùng giấy màu trắng gói lại hoặc lót giấy màu trắng xuống phía dưới, sau đó đặt lễ lên trên. Bài vị: dùng sớ viết trên giấy màu trắng Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân Vị Tiền, lạy về hướng Tây vào lúc 18 đến 20 giờ. Qua 20 giờ đêm mang bài vị vào nhà bếp đốt là được, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm này mệnh chủ nên tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc phong thủy của người này là màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy. Dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá. Những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Gia chủ canh thân sinh năm 1980 nữ mạng, năm nay gặp hạn thiên la. Khi gặp phải hạn này, tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, có bệnh kỳ quái. Hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý. Gia chủ có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn. Nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn thiên la này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã, gia đạo lục đục, trắc trở, thường xảy ra cãi vã, ghen tuông, lời qua tiếng lại. Hạn thiên la này là hạn chủ về sức khỏe, tình cảm và tâm lý. Để hóa giải hạn này, gia chủ cần quan tâm và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Về sức khỏe, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý, sau đó hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao, tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về mặt tình cảm, các mối quan hệ trong giao tiếp hãy cẩn trọng trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng. Về tâm lý, cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc, không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái. Lựa tử vi canh thân sinh năm 1980 nữ mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, vui xuân đầu năm mới bên gia đạo, gia chủ cần chú ý các bệnh liên quan đến tuổi già. Tháng 2, tình hình sức khỏe vẫn chưa được cải thiện trong tháng này. Tháng 3, việc làm ăn trong gia đạo của người canh thân gặp may mắn. Tháng 4, mọi việc trong tháng 4 của gia chủ từ hung hóa thành cát, nhờ hưởng âm phúc của gia tiên ban cho. Tháng 5, có chuyện buồn trong gia đạo. Tháng 6, đây là tháng gia chủ có tin vui thêm người trong gia đình họ hàng. Tháng 7, sức khỏe của gia chủ trong tháng 7 kém, việc làm ăn kinh doanh buôn bán của bản mệnh thay đổi. Tháng 8, tháng này hao tốn về tiền của, bên cạnh đó gia chủ chú ý các bệnh liên quan đến tê thấp, nhức mỏi. Tháng 9, hòa khí trong gia đạo của gia chủ kém, bên cạnh đó cẩn thận quân gian trộm đạo, mất mát tiền bạc của cải. Tháng 10, tháng này có tin vui trong nhà, cùng với đó việc làm ăn của bản mệnh nhiều may mắn và thuận lợi. Tháng 11, tiền bạc có lộc do công việc đem lại, nếu bệnh tật ốm đau trong tháng này cũng nhanh khỏi. Tháng 12, mọi công việc diễn ra trong tháng cuối năm này cơ bản bình thường, chú ý việc di chuyển xe cộ, đi lại. Tổng kết tử vi tuổi canh thân sinh năm 1980 nữ mạng trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. Vận trình sự nghiệp của bản mệnh nhìn chung vẫn ở mức ổn định, cơ hội và thách thức song hành với nhau, đòi hỏi bạn thật sự phải tập trung cũng như nghiêm túc với lựa chọn của mình mới mong gặt hái được thành quả như ý. Bạn cũng nên cố gắng giữ thái độ khiêm tốn ở nơi làm việc, nếu không, không chỉ sự nghiệp khó được đảm bảo, bạn cũng có thể bị kẻ gian hãm hại, làm giảm uy tín và ảnh hưởng tới đường tiến thân. Về tài chính, tử vi tuổi Thân năm 2023 cho thấy tiền bạc kiếm được trong năm vẫn có khoản dư giả, làm ăn kinh doanh cũng nhiều thuận lợi, dù không quá đột phá nhưng cũng giúp thu nhập tăng tiến, trang trải cuộc sống đủ đầy. Bạn nên cân đối thu chi, vun vén tài chính cho cả gia đình, đặc biệt nên tiết kiệm và tích lũy cho tương lai để đề phòng bất chắc. Trong năm 2023, nữ mạng chớ nên cả tin, nghe theo lời dụ dỗ mà dốc tiền đầu tư vào những hạng mục chưa có sự kiểm chứng rõ ràng, nếu không có thể rơi vào hoàn cảnh bị lừa gạt, gánh món nợ khổng lồ. Mọi việc nên có sự bàn bạc với người thân và gia đình để cùng tìm cách giải quyết. Về sức khỏe, trong suốt cả năm, người canh thân nên chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình. Mệnh chủ tuổi canh thân sinh năm 1980 năm nay hao tổn, sức khỏe không tốt, ra ngoài cần chú ý an toàn.
Những người lái xe tuổi Canh Thân 1980 luôn đề cao cảnh giác. Trong quá trình chạy xe, lấy an toàn là hàng đầu, chớ vội vàng, sao động, luôn luôn nhớ kỹ. Dừng 3 phút không bằng gấp 1 giây, nếu không dễ dàng phát sinh vấn đề. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Về tình cảm gia đạo, nữ mạng Canh Thân 1980 có vận trình tình cảm không tệ trong năm này. Vợ chồng tâm đầu ý hợp, cùng vun vén nhà cửa và đỡ đần nhau trong cuộc sống thường ngày, nên mối quan hệ ngày càng khăng khít và bền chặt. Bạn nên chia sẻ với bạn đời nhiều hơn. Nếu có việc gì nên nói rõ ràng cùng bàn bạc. Giữa vợ chồng nên hạn chế bí mật để không tạo thành mối nguy hiểm tiềm tàng giữa ở cả hai. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Canh Thân 1980 nữ mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Canh Thân trong năm 2023 Quý Mão. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần làm gì để có được may mắn và thành công trong năm 2023 Quý Mão này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.